tiền xe thôi. Có bạn nào gặp tình trạng bị nhắc nhở như mình chưa? Đó là thực trạng di chuyển của một vài năm trước đây, còn ở thời điểm hiện tại, việc đèn xe sáng luôn đã không còn quá xa lạ với người dân Việt Nam mình. Vậy thì tại sao các nhà sản xuất lại thiết kế những mẫu xe với đèn sáng luôn như thế này? Cùng mình tìm hiểu nhé! Việc các xe hai bánh phổ thông không có công tắc đèn chiếu sáng đã có từ rất lâu ở các nước bạn. Khoảng 5 năm trở lại đây thì các nhà sản xuất xe của Việt Nam đã cập nhật xu thế này. Đây không phải là lỗi mà mặt khác còn là tiện ích có lợi cho người dùng. Và hiện tại trên Jupiter Film thì Yamaha cũng đã lược bỏ phần công tắc đèn này. Đèn chiếu sáng sẽ có hai công dụng. Công dụng đầu tiên là để chiếu sáng, công dụng thứ hai là để định vị. Định vị là để các xe di chuyển cùng chiều và ngược chiều dễ dàng nhận biết xe của chúng ta từ phía xa, giúp tầm nhìn của người lái tốt hơn để phán đoán và xử lý tình huống khi cần thiết. Và các bạn yên tâm, với đèn sáng luôn thì Yamaha đã trang bị bộ sạc và quy để đảm bảo Jupiter Film hoạt động ổn định trong suốt quá trình di chuyển. Các bạn nhớ like video và subscribe kênh YouTube để mình có cơ hội mang đến cho các bạn những thông tin hữu ích về xe hai bánh. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.